Đây là một hồ cá koi đang bị thấm và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân trong video này. Sau khi tiếp nhận thông tin thì Chống Thấm Phước Thịnh đã có mặt để kiểm tra các phần chính của hồ cá koi. Đó chính là gồm phần hồ chính, phần hệ thống lọc, phần máy bơm, phần hệ thống oxy hóa, hệ thống đèn UV, các bộ phận trang trí, hệ thống thoát nước và xả đáy. Thì các bạn có thể thấy một hệ thống hồ cá koi thì nó sẽ bao gồm hồ chính và nhiều hồ phụ. Chẳng hạn những cái hệ thống hồ phụ này như là hệ thống lọc các bạn đang xem ở đây, hay là hệ thống đèn UV, hệ thống máy thổi khí, sục khí để cung cấp oxy cho cá hô hấp tốt hơn. Và những hệ thống bể nhỏ này thì nó lại được thông với nhau bằng những cái cầu ống để thông những cái bể này với nhau. Và những cầu ống này rất hay thấm, chẳng hạn như ba cái cầu ống các bạn xem trong video ở đây, ba cái ống này dính với nhau và đi xuyên từ gạch, vì thế cho nên là rất dễ thấm. Còn đây là phần bể chính thì các bạn có thể thấy ở đây nước đã rút đến gần đến đáy, và trước đây có thi công một cái lớp màng chống thấm màu tím, có thể là màu khác nhưng mà ngâm nước lâu nó đổi sang màu tím. Và phần vách của hồ cá koi này thì được thi công bằng xây tường gạch chứ không phải là bằng đổ bê tông. Không đổ bê tông cho nên là nó sẽ rất là dễ thấm, và các sản phẩm màng chống thấm thông thường nó sẽ rất là dễ bị nứt và sẽ gây thấm sau này. Chẳng hạn như là đây là một vết nứt ở trên vách của hồ cá koi, thì các bạn có thể thấy ở đây một đường nứt rất lớn, và nước tất nhiên nó sẽ thấm qua những cái đường nứt này, thấm qua rất là dễ dàng. Thậm chí là phần đáy ở đây thì nếu mà quan sát kỹ ở phía dưới thì có thể thấy là lớp vữ ở phía dưới nó đã có dấu hiệu bị bung ra, thì các bạn có thể thấy cái phần vữ ở đây nó đã bị bong ra, bị thủng ở phía dưới đáy. Và những cái cổ ống này thì nguy cơ rất là lớn, nó đã bị thấm rồi. Để xử lý chống thấm cho hồ cá koi này thì các bạn cần phải xử lý bề mặt thật là kỹ càng, xử lý những vết nứt rất là kỹ càng trước khi các bạn phủ lớp màng chống thấm lên. Và các bạn cũng cần phải lựa chọn những sản phẩm màng chống thấm cao cấp, bởi vì đây là chống thấm lên trên sàn gạch. Đặc biệt là những cái cổ ống thì các bạn vẫn tiến hành chống thấm cổ ống ngang tường gạch như trong các video mà Chống Thấm Phước Thịnh đã chia sẻ. Còn những cái bể lọc nhỏ này thì Chống Thấm Phước Thịnh sẽ tiến hành đập thông thành một cái bể lớn, sau đó chúng tôi chống thấm xong thì sẽ xây ngăn ra, như thế thì sẽ dễ chống thấm hơn nhiều so với việc chống thấm từng cái bể nhỏ này.